Cá cơm nè các bạn, mua ngoài biển nè. Giờ về có tiêu luôn các bạn ơi, cá cơm thăng nha các bạn. Cá cơm này loại bự. Nè, cá cơm này. Có loại nó màu trắng. Cái loại này nó có sọc, nó bự hơn. Nhưng mà nó cũng cỡ này thôi các bạn. Giờ có tiêu. Thắng hành cho nó tôm đó các bạn. Được rồi các bạn ơi. Cho nước mắm vô các bạn. Bột ngọt. Muối. Đường tự nhiên chút các bạn ơi, có tiêu quá. Nước màu thêm chút nước màu nữa, nó cho đen đen chút các bạn. Bỏ tiêu luôn các bạn ơi, nêm đầy đủ hết các bạn. Rồi mới bỏ cá vô ốp. Rồi mình nêm đủ đây là hành, tiêu, đường, bột ngọt, nước mắm, muối rồi đầy đủ rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ để cho nó thấm nha các bạn. Cá cơm nha các bạn, cá cơm này cá cơm thăng à, chứ không phải cá cơm trắng kia đâu. Cá cơm này thịt nó dày hơn. Hai ba loại cá cơm nha các bạn ơi. Rồi, được rồi, để cho nó thấm nha các bạn. Thấm mà lâu lâu chút mình kho. Bật lửa lên coi các bạn, ốp giờ lâu rồi.
Kho tiêu nha các bạn. Đổ chút nước vô các bạn cho nó chín, đừng đổ không có cần đổ nhiều các bạn, cho đổ ngập ngập cá trước mà cho nó cạn chỗ này vừa. Gần cạn rồi các bạn ơi, bỏ thêm miếng tiêu nữa. Có tiêu thì bỏ tiêu nhiều nhiều, nhiều chút. Nè các bạn, nó khô cứng nè các bạn, nó cứng nè. Đó. Cá cơm này ngon lắm các bạn, nó ngon cá cơm trắng. Chút nữa được rồi các bạn ơi. Được rồi các bạn. Thôi tắt lửa nha các bạn. Kho tiêu không phải kho quéo. Mình chờ chút nước nữa các bạn.